Rồi cô giảng lại bài 4 La Mã trang 16 ha. Bài này là bài sửa lỗi sai. He feels more happily there than in a crowded and noisy city. Anh ta cảm thấy vui hơn ở đó hơn là ở trong một thành phố ồn ào và đông đúc. Như vậy cái nghĩa của nó thì ok, nhưng mà ngữ pháp nó sai cái gì? Mình đã học qua công thức feels cộng với tính từ, tức là feels cộng với cái từ không có ly ha, tính từ là từ không có ly, cho nên happily này mình phải sửa thành happy, bỏ ly đi và biến thành y dài để ra tính từ. Bởi vì mình có công thức, cô đọc lại, feel nó phải cộng với tính từ. Tính từ là gì? Tính từ là cái từ không có ly. Hôm trước cô nói rồi ha. Câu số 2 siêu dễ luôn. When spring comes, we enjoy. Enjoy thì phải cộng với verb in. Cho nên ở đây pick này mình phải biến thành là picking. Nên mình phải biến thành là enjoy picking. Ok, when spring comes, khi mà mùa xuân tới, we enjoy picking flowers on the hill near our house. Chúng tôi thích hái hoa trên ngọn đồi gần nhà của chúng tôi. Câu số 3 là câu hôm trước cô chưa có sửa ha. Câu số 3, nomadic life. Hôm trước cô có nói con là đi về tra cho cô cái cuộc sống du mục là như thế nào. Ai tra rồi nói cô nghe coi. Alo, vậy là về nhà không tra bài rồi đúng không? Rồi, bây giờ phân tích cái này trước nào. A beautiful life, mình dịch là một cuộc sống tươi đẹp. Ok, như vậy life này nó là cuộc sống, nó là danh từ. Đứng trước danh từ là cái gì từ? Dạ, tính từ. Tính từ, bạn Lâm thân mến, tính từ đứng trước danh từ. Như vậy thì ở đây life, một cuộc sống. Như vậy ở trước cuộc sống này nó phải là tính từ. Mà tính từ của nomad là nomadic. Nomadic life, cuộc sống du mục ha. Nhật Anh nói cô nghe cuộc sống du mục là cuộc sống gì Nhật Anh? Là cuộc sống này. Move very often. I think nomadic life isn't easy because people have to move very often. Tôi nghĩ cuộc sống du mục không dễ dàng bởi vì người ta phải di chuyển rất là thường xuyên. Người ta sống chỗ này một chút, chỗ kia một chút có gặp. Câu số 4, it's not always true that living in the city is better than living in the countryside. Không luôn luôn đúng là sống ở thành phố thì tốt hơn sống ở vùng quê. Ai cũng nói là sống ở thành phố tốt hơn ở vùng quê hết. Nhưng người này nói không luôn luôn đúng đâu. Không luôn luôn đúng cái việc là sống ở thành phố tốt hơn sống ở vùng quê. Như vậy ở cái bài mình có học là bài gì ta? Bài mình mới học hồi nãy. Cô có nói về sự cân bằng ha. Đây, I believe that taking care of nè. Chủ ngữ là động từ thêm in nè, thì mình đang so sánh taking. Thì ở bên này mình phải so sánh developing, nó mới cân. Cái việc chăm sóc nhu cầu cơ bản quan trọng hơn cái việc phát triển công nghệ. Vậy đang so sánh hai cái verb in này, nó mới cân bằng ha. Vậy thì ở đây nói gì? Living in the city, sống ở thành phố. Như vậy ở đây phải là living in the countryside.
Như vậy nó sai câu D. À, nó không chưa cân bằng được ha. Cho nên câu D chữ leave này gạch bỏ đi và phải biến thành là living in the countryside. Câu số 5 mình có học rồi ở bài trước, đó là bài trước có nói tới kéo cổ xe kéo bằng động vật. Đây, bài ở phía dưới, hôm trước mình có học Animal Drawn Carts, tức là cái cổ xe được kéo bằng con vật. Vậy thì con nhớ chữ drawn này ha, nó có chữ N cuối nè con. Nó là động từ cột 3 đó. Cho nên ở đây cái chữ này nó sai nè. Phải là Buffalo Drawn, tức là phải thêm chữ N vô nữa. À, mình dịch là cổ xe được kéo bằng con trâu. We help them load the rice onto buffalo drawn carts and transport it home. Chúng tôi giúp họ chất lúa lên trên cái cổ xe được kéo bằng con trâu á và vận chuyển nó về nhà. Rồi sẵn tiện câu 5 này mình để ý luôn, mình thấy help cộng với túc từ và cộng với động từ cột 1 ha. Vậy thì ở đây mình lấy help cộng với túc từ, không có đi với verb in đâu ha, mà nó phải đi với verb 1 là put, sửa lại là put. Vậy hôm trước cô có nói mình có 3 công thức của chữ help. Mỗi lần cô nói tới công thức help là phải nhớ mình có help cộng với túc từ cộng với động từ cột 1. Cách thứ hai, help cộng với túc từ cộng với to verb 1. Và cách thứ ba, công thức thứ ba, help cộng túc từ cộng with cộng danh từ. Phải học thuộc lòng ba công thức này nha, chứ mình không có help đi với verb in. Cho nên cái putting này mình có thể biến thành verb 1 là put. Hoặc cách thứ hai, will you help me to put? Cách thứ hai nha, bạn sẽ giúp tôi put up a tent, là dựng lều. When our school goes camping next month, khi mà trường chúng ta đi cắm trại tháng tới đó, thì bạn sẽ giúp tôi dựng lều chứ. Vậy cộng với verb 1 hoặc to verb 1 chứ không cộng với verb in. Câu số 7, the village has had no running water. Làng của họ không có nước chảy, không có nước. So, cho nên they collected water. Họ mới lấy nước. Họ mới lấy nước từ con suối, từ là from, chứ không có to được, from the stream. Họ lấy nước từ con suối, chứ không phải họ lấy nước tới con suối, to là tới rồi. Câu số 8, Calvin was very kind, Calvin rất tử tế, and he acted more, và anh ta cư xử trách nhiệm hơn, responsible là trách nhiệm, anyone, bất kỳ ai in the class, trong lớp. Thì ở đây responsible nó là tính từ rồi. Mình phải biến nó thành trạng từ thêm ly vô. Responsibly. Bởi vì cô Dung đã dạy acted này hiện đang là động từ cột 2 nè, tức là động từ. Như vậy câu thần chú cô Dung đã dạy trạng từ là những từ có ly dùng để bổ nghĩa cho động từ. Nhớ Đỗ Bảo Ngọc nhớ nghe kỹ, để khi cô tuần bữa tới thứ năm cô hỏi lại là Bảo Ngọc phải trả lời cho được nha. Cô sẽ hỏi tại sao cô thứ 8 thêm ly, khi ghi chép bài con phải ghi cho rõ để bữa tới con nói ở đây cần trạng từ là những từ có ly dùng để bổ nghĩa cho động từ acted. Câu số 9, hôm trước cô có dạy cái câu tôi đẹp hơn cô ta, I am more beautiful than she is. Nhưng trong tiếng Anh nó có cho thêm một chữ tôi đẹp hơn cô ta nhiều, thì nó cho chữ much vô trong đây. I am much more beautiful than she is. Thì mình có công thức much cộng so sánh hơn. Như vậy mình có much more chứ mình không có more much. Như vậy I live happily in the farm and there was still much more to explore. Tôi sống hạnh phúc trên nông trại và có
Yes, there was it là có, still là vẫn. Và vẫn có nhiều thứ hơn để mà khám phá. Explore là khám phá. Câu số 10. Which activity do you like most? Bạn thích cái hoạt động nào nhất? Hoạt động nào bạn thích nhất? Herding a buffalo or riding a horse? Đi cưỡi trâu hay là cưỡi ngựa? À, xin lỗi, chăn trâu hay là cưỡi ngựa? Thì ở đây chỉ có hai cái hoạt động thôi con. Hai hoạt động cho nên không có thích nhất được. Khi nào có hai hoạt động, hai người thì mình so sánh hơn. Từ 3 trở lên mình mới so sánh nhất ha. Như vậy ở đây có hai cái hoạt động là chăn trâu với lại cưỡi ngựa, thì bạn thích cái nào hơn? Vì vậy, which activity do you like more? Hiểu không cả lớp?